85 beats. Lần này con bán hành xử thì mấy thằng rapper xong phát ra băm trên độ tụi mày còn ghê muốn hơn được tao ngày đó con xe Sam BMG thức giấc thì tụi mày làm sao có cửa mà sống nổi, sao mà chống nổi khi đối diện thế hệ mảnh đất ba gian. Cứ hẹn con kém mà cứ khoe kinh nghiệm bao năm đi thi rap, khúc cầu hồn vẫn là thứ mà bọn tao vẫn thường nhâm nhi khi rap. Chắc mày thêm 10 năm nữa cũng chưa thể đụng hay với tới nhau, mày cứ thử đụng tới tao đời mày làm ly bi đát. Lớn nhỏ tao đéo cần biết vào rap game tao đéo nhường gì cả, hòa ra từ miệng bởi vậy cái mỏ của mày nó mới thường bị vẽ. Thế hệ BMG con bác búng tay là mày cũng đủ phải đi đời hành cả nhà mày phải gì, giờ mày muốn tao bồi thường gì hả? Rắc 2 năm chỉ giỏi xèo chó mà tưởng tụi mày là rồng ăn tôm. Nói như vậy bảo sao cả đời của mày vẫn đéo thể nào ăn bôn. Lửa nhiệt bên mê quyết chiến trong tao thiêu mày thành cát. Thân thể mày bị tao hành xác ở tận dưới cũ âm môn. Nguồn gốc sở tại tao mấy tụi mày thấy chính là mang mê thế hệ. Sau khoảng thời gian mà tao quay trở lại và mang theo sau cả đế chế. Tiền bạc thì phủ phê, thức tỉnh linh hồn đang ngủ mê. Lúc trình độ này đã đủ ghê thì chỉ vần câu như lũ về thực hiện những kế hoạch mà tụi tao đang ấp ủ. Mau đưa cho tao cây mai nơi vị trí của tụi mày là phía trên nóc tủ. Chú trọng vào lay rít, tao không quan tâm về vấn đề tốc độ. Nhưng chắc nếu mà mày đục đến tao thì cả tổ nhà mày mà sẽ phải bốc mồ. Tỏ ra con trai ngoan mà sao chồng đi chơi mày đứa cần xin phép. Chạy đủ rồi còn mang bịch tim đồ mày cái mũ bay cho chúng thân kính thép. Thằng nào cũng gọn gàng ăn mặc lịch sự láng bóng. Mấy em giữ được cái đầu lạnh nhưng vẫn có tật hang nóng. Trên quen còn ráng chóng. Mọi thứ không ngẫu nhiên như một bộ phim tự phát. Kết cấu từ chuyển flow giống như cục kim tự tháp. Đến trong một trình tự khác tụi tao là BMG. Nếu không thích cũng đừng công kích phát nổ như TNT. BMG đến tao đứt tay nguyên. Rap game anh em tụi tao chơi bản chất hay chiến. Đây nghe mấy thằng ngu làm thành phố này bị xây chuyển. Cho mày thỉnh kinh tay thiên khiến cuộc đời mày bay biến. Tao rap cho mày nghe từ đầu tới cuối. Động chạm vào BMG cho tay mày chùi với máu. Nếu có gangster thêm một chút ít văn thơ khiến mày trăn trở, mặt mày xanh xao như tàu lá chuối. Bị tụi tao đập tím tái vào mông. Tao là tổng vào mai thầu mớ vào câu. Mấy thằng rapper tao chớ cần đâu. Red Bull kêu tao là đường nhanh trùng chân quá. Thúc đẩy máu lửa ở trong tao trở thành anh hùng xưng bé. Trong bàn cờ tướng có tốt sẽ không bao giờ mà tao thí. Không muốn heo phí tao dí tướng mày đi vào vòng leo lý. Hoặc con nó chỉ cứ cọc lóc. Bị tao cạo đầu chọc lóc. Đi về nhà mua thuốc mát hè để mọc tóc. Ở nhà mày khác gì con chó giữ cửa. Sinh mệnh của tao trong rap được giáo phó giữ lửa. Nhóc nhỏ tóc đỏ bóp đầu bị tao cốc mỏ. Khen nhạc mình đỉnh khác gì tự cầm cu sóc lọ. Cho mày biết như thế nào là kêu con bitch. Đập chết mẹ mấy thằng ấu dâm đang yêu con nít. Rap nhẹ nhàng chứ không hề dữ dằn. BMG tao khai nồng mày sẽ chết sau khi nghe chữ bằng.